Cận cảnh một con trăn anaconda đang nằm phơi mình trên thân cây khiến ai xem cũng hãi hùng vì kích thước quá khủng. Được biết, đoạn video được một nhóm người quay lại ở công viên Quillabeno, khu rừng gần như ngập nước ở phía bắc sát biên giới Colombia và Yasuni, nằm trong khu vực thuộc rừng rậm Amazon. Từ những gì quay lại có thể thấy rõ, một con trăn anaconda có kích thước khổng lồ đang nằm vắt vưởng trên một thân cây với làn da bóng loáng, chiều dài gần chục mét và cân nặng ước chừng hàng trăm kg. Còn quái vật rừng Amazon gần như bất động bởi dường như nó đã đánh chén no nê một con mồi nào đó và đang nghỉ ngơi chờ tiêu thụ thức ăn. Chính vì thế mà nhóm người trong clip mới đủ dũng cảm để đi trên một chiếc thuyền, từ từ tiến lại gần hơn phía con vật để ghi lại thước phim cận cảnh. Bởi nếu như con trăn đang đói và hướng mục tiêu về nhóm người thì e rằng lành ít dữ nhiều. Được biết, trăn anaconda là quái vật đáng sợ nhất rừng Amazon Nam Mỹ. Chúng có lối sống lưỡng cư nhưng hiếm khi leo lên cây vì khối lượng cơ thể lớn. Loài trăn này sống chủ yếu trong môi trường nước và sinh sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới. Anaconda có thể bơi với vận tốc đạt 20 km/h và có thể ở dưới nước trong tối đa 20 phút. Vì không có quá nhiều kẻ thù, một con anaconda có thể dễ dàng vượt qua cột mốc 10 đến 12 năm tuổi thọ trong tự nhiên. Còn trong môi trường nuôi nhốt, con số ấy sẽ lên tới 30 năm. Một con trăn trưởng thành có thể dài gần 10 mét và nặng 550 kg. Thức ăn của anaconda cũng vô cùng đa dạng khi mặc dù ở dưới nước nhưng chúng ít khi ăn thủy sản mà thay vào đó là cá sấu Nam Mỹ, các loại rắn, dê và thậm chí là báo Nam Mỹ.